sao cái này chuẩn bị ra quá nhìn có sợ luôn bạn. Không, em thấy nó không được còn em là một hai ba bốn năm quay có cái vlog bình thường thôi là anh ghê vậy. Luca Nam á, là Nam đếm 2 3 5, à Nam vỗ tay một cái để cho nó có lấy cái xin cái tiền đúng rồi. Nam vỗ tay một cái xong là đếm 2 3 hai ba vô 2 3. À, nếu như các bạn có đọc được cái tựa của cái video á thì trong cái video về thọ lòng này nó không có câu trả lời nào hết trơn á, nhưng mà đại khái là mình nhận được một cái câu hỏi là kiểu như thật ra là rất là nhiều người hỏi luôn, tức là họ sẽ hỏi là bây giờ em thích chi gì quá 350 nè 700 nè, nhưng mà em cũng thấy người ta nói là nó hết thời rồi, không biết là có nên mua hay không, em thấy đắn đo quá nên em cứ suy nghĩ. Thì thật sự là mình nghe cái câu hỏi đó thì mình cũng không biết trả lời sao nữa, nhưng mà mình tìm được một cái cách trả lời như vậy, tức là nó sẽ nói về một bộ phim mà mình rất là thích. Cái bộ phim được mang tên là The Secret Life of Walter Mitty. Thì trong phim đó nó có hai cái người tài tử nổi tiếng nhất là Ben Stiller với lại Sean Penn. Thì bộ phim nó nói về cái bối cảnh là cái khoảng giao thờ giữa một cái tạp chí, họ sẽ chuyển từ cái báo giấy, tạp chí giấy ấn phẩm giấy bình thường sang báo mạng, báo internet. Thì Ben Stiller đóng vai là người xử lý hình, xử lý mấy cái phim ảnh rồi đó. Còn Sean Penn là đóng vai cái người chụp hình. Thì cái bộ phim nó rất là hay. Tất cả những cái ai mà là người anh em trong gia đình của mình thì mình lúc nào cũng hỏi ồ coi phim đó chưa? Tại vì phim đó hay lắm, không coi là phí mất 10% cuộc đời đó. Thì bạn phải nên coi phim đó, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà trong phim đó nó có một cái phân cảnh là như nè. Là lúc đó Ben Stiller mới đi tìm Sean Penn. Sean Penn trốn lên núi Himalaya gì cao lắm để cố gắng canh một con báo tuyết hay là báo gì được lắm, mà nó chỉ xuất hiện ở một vài khoảng thời gian thôi mà nó rất là khó. Thì Sean Penn nằm đó 2-3 ngày chỉ đợi lúc đó con báo đó xuất hiện để chụp nó một cái thôi. Thì Ben Stiller sau khi tìm được Sean Penn đó thì nằm ở đó, cái lúc con báo xuất hiện thì cái Sean Penn nó kiểu Ben mày qua đây mày coi nè, cái con báo xuất hiện nhiệt lượng lắm các bạn, cái nhưng mà Sean Penn không có chụp. Cái Ben Stiller mới thắc mắc hỏi, trời đất ơi, ông nằm đây 2-3 ngày em chẳng mới sụp ông nằm đây 2-3 ngày rồi ông thấy con báo xuất hiện nhưng mà sao không có chụp. Thì lúc đó câu trả lời thực sự rất là hay luôn. Thì Sean Penn nói là khi mà tao chờ đợi một khoảnh khắc gì đó, tao thích một cái gì đó mà nó quá hay đi, nó quá tuyệt vời đi, và tao thích nó tới mức độ điên cuồng luôn, tao không muốn bất kỳ một cái gì nó làm ảnh hưởng cảm xúc của tao để tao có thể tận hưởng được cái đó hoàn hảo nhất. Tức là ông không muốn cái máy chụp hình ảnh hưởng ông không muốn có một cái cảm giác là cái tấm hình đẹp hay không ảnh hưởng tới cái việc là ông đang hưởng thụ cái việc xuất hiện của con báo tuyết đó, mà có khi đời người ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được con báo đó ngoài đời như thế nào. Thì đó, câu trả lời nó mình nghĩ là cái nếu mà mình có trả lời câu hỏi của mấy bạn đó thì mình sẽ trả lời là gì, bạn phải tự hỏi bản thân mình là bạn có thực sự thích cái đôi giày đó hay không, bạn có thực sự là muốn tận hưởng cái đôi giày đó, sống cùng cái đôi giày đó, đi chơi cùng với đôi giày đó, bởi vì đôi giày nó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và hưng phấn hay không. Chứ không phải là bạn mua một cái gì đó, quyết định sở hữu một cái gì đó lại bị ảnh hưởng bởi những cái như là phân tích A, phân tích B, phân tích C của những ai? Của những người bán lại, của những người reseller. Tại vì ngày xưa là Yeezy nó có giá, tại vì sao? Nó là cuộc chơi của hãng Adidas tạo ra thôi. Tức là cuộc chơi, thật ra tất cả các hãng đều làm vậy hết á, cuộc chơi giữa cung với là cầu, tức là cung cấp với nhu cầu. Thì đơn giản lắm, nó chỉ là như vậy thôi, quy về mỗi thứ trên đời này chỉ quy về chuyện đó, cung với cầu thôi à. Tức là ví dụ như mà họ tạo ra cái nhu cầu quá lớn, ai cũng mê, họ làm PR marketing quá lớn, cái người ta mê cái họ sản xuất fashion thì lên giá. Cái lúc sau cái họ cảm thấy không muốn chơi trò đó nữa, không muốn chơi trò là bây giờ thôi mình cung nhiều lên thử coi làm sao. Thì tất cả là những cái đó là cái hãng đã tính hết rồi, di gì hết thời không tôi đâu biết, bạn cũng đâu biết, những người phân tích có khi còn biết nữa, chỉ có hãng biết thôi, chỉ có Kanye West biết thôi, chỉ có Adidas biết thôi, mình đâu biết đâu, đúng không? Quan trọng là mình nên tận hưởng cái đôi giày đó. Đó, mình thích mình mua, mình không thích thì mình chơi khác, mình có nhiều cái để chơi mà, đúng không? Chơi điện tử, chơi game, chơi xe, chơi đồ chơi, chơi với người yêu của mình. Đó, đừng có nhiều cái để chơi, cuộc sống này nó còn nhiều thứ lắm, thành ra đừng có bận tâm về mấy chuyện đó quá. Ha. Rồi, cái đó là cái câu trả lời mình muốn dành cho các bạn mà hay hỏi là cái đó nó hết thời rồi, cái đó nó không còn hot nữa thì liệu mình có nên mua nó hay không? Đó mình phải hỏi là mình có thích nó thực sự hay không?
chứ mình chỉ mua nó vì những cái chuyện là nó có giá trị, nó có cái gì đó là ảnh hưởng làm cho mình trở nên ngầu hơn, cool hơn. Chứ những cái caption ở trên là thần kinh dài hay là gì đó, kiểu như mang cái này là auto đẹp trai, không có đâu. Bạn không có bao giờ auto đẹp trai được hết, khó lắm. Rồi, vậy ha, vậy là đó là câu trả lời cho cái chuyện là duy trì nó có hết thời hay không ha. Không có ai biết chính xác là nó làm sao hết á. Cái thời nó hay không là cuộc chơi nó còn dài lắm, thấy không? Adidas mới làm có chút xíu với Kanye West rồi, còn nhiều cái để làm lắm. À, thì sẵn nói luôn về cái bộ phim mà The Secret Life of Walter Mitty á, thì trong đó mình cũng cảm thấy sau khi coi phim đó mình rất là thích cái ý tưởng về những cái người mà làm ra những tạp chí, làm ra những cái ấn phẩm bằng giấy. Tại vì khi mà mình coi được phim đó mình mới hiểu là họ làm cái việc đó nó khó khăn như thế nào. Thì sẵn luôn đây, mình có một cái ấn phẩm của người Việt Nam làm. Mà đây là lần đầu tiên mà mình cầm cái này, mình cảm thấy rất là tự hào và rất là hứng khởi khi cầm nó trên tay. Cái này là của anh em Seeker Việt Nam tặng mình ha. Thật ra thì trước đây á, là họ đã làm một cái bản này rồi, nhưng lần đó thì cái cảm xúc nó không có mạnh như lần này. Lần này nó phê hơn, nó mạnh lắm. Mình đã đọc cái này rồi, mình đã mở cái này ra và trải nghiệm cái này rồi, cho nên bây giờ mình chỉ ngồi nói làm cho các bạn, giới thiệu với các bạn thôi. Thì tại sao các bạn biết là một cái tạp chí như thế này á, nó đáng sở hữu hơn là việc bạn lên mạng đọc báo như thế nào ha. Ví dụ như đây mình có cái hộp đóng gói rất là đẹp đó, thì khi mình mở cái này ra nó có một cái sợi dây đeo ha, lanyard, thì mình có thể đeo đây như phiên bản đặc biệt gì đó thì nó sẽ có màu tím. Xong rồi khi đó là họ đóng gói, họ còn kèm theo cái này gọi là quà tặng mang tính sáng tạo, mô hình Nike Air Max, rất là hay đúng không? Cái này mở ra thành đôi giày, xếp lại thành cái thiệp, mở ra xếp lại đó, rất là đẹp. Cái này để cái bên đôi Nike Air Max là xuất sắc luôn. Mở ra, đây là cuốn tạp chí. Cảm nhận đầu tiên á, khi mình cầm cuốn tạp chí này, mình thấy nó rất là lực. Cái chuyện mà cầm trên tay cảm giác nó rất là đã. Cái chất lượng giấy in này nọ thích lắm. Nếu như là bạn là một người thích đọc sách á, khi mà bạn mở này ra là bạn sẽ thấy rất là hưng phấn. Mọi thứ trong đây nó được chỉnh chu, nó được trang trí rất là đẹp. Và khi mà Tân á, Tân là một người lãnh đạo của Sneaker Việt Nam, gọi là người lãnh đạo nghe lực quá ha. Thì tặng Nam này thì có nói là tất cả những cái hình ảnh trong đây là họ cố gắng họ chụp và họ cố gắng họ tìm để họ trang trí làm sao cho nó đẹp, những cái bức hình ở trong đây, những cái từng tấm. Thì nó giống như cái phim Walter Mitty gì đó, người ta phải tìm những khoảnh khắc hay nhất, đẹp nhất để cố gắng nhét vô một cuốn tạp chí này, để cho bạn là người cầm cái ấn phẩm này vật lý ở trên tay và bạn cảm nhận được là người ta đã một công sức ra như thế nào. Ví dụ như tấm virtual này thì Tân cũng nói là bên anh Sneaker Việt Nam chụp ha, đó thì rất là hay. Trong cuốn tạp chí này nó nói về rất là nhiều đôi giày, rất là nhiều vấn đề, đọc rất là hay, sâu sắc. Nó hơn cuốn đầu tiên phiên bản rất là nhiều. Nếu như cái đầu tiên á, mình có biết chân thành với bên đó thì 5 điểm, thì cái này là 8 điểm, tức là xuất sắc. Và trong tạp chí này á, nó cũng có nói về rất là nhiều đôi giày mà cá nhân Nam á, cũng thích mấy đôi giày đó nữa. Và sau khi có tạp chí này, mình mở ra mình coi, wow, những đôi giày mình mới vừa mua, mình mới vừa sở hữu trong năm nay đều có trong tạp chí này hết, thì mình thấy thích lắm. Và bây giờ á, đi theo cái mặt của cái clip hôm trước hướng dẫn mua mấy đôi giày mà khá là hay á, dưới 2 triệu thì mình sẽ cho mấy bạn coi luôn. Mấy cái đôi giày khi mà mình xây dựng không gian này mình cũng có sở hữu liên tục, nhưng mà mình không có cơ hội giới thiệu với các bạn nha. Rồi nha, thì đây là một phần trong những cái đôi mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay với các bạn trong cái video clip dài thọ lòng này, không có câu trả lời nào nhất định hết. Thì cái đôi đầu tiên á, đi đây, 700 ha. Lý do mình mua 700 này á là trong cái đợt restock lần sau á, tại vì mình nghĩ đây là một cái đôi giày rất rất là đẹp đối với mình. Mình không có thích cái cục boost thấy ở bên ngoài, thì khi mà cái này nó che lại cái boost nhưng mà nó vẫn có boost ở dưới đây thì mình rất là thích. Cái form mình cũng thích, cái màu mình cũng thích nữa. Mình chỉ không thích một thứ nhất thôi là ở cái thời điểm đó giá nó quá cao. Nhưng mà mình hiểu một cái vấn đề là nó có một cái quy luật nữa, là cái quy luật cả lúc ở trường đại học kinh tế là do mình đi học nó cũng sụp sụi lắm, cho nên là thành ra là mình nghĩ là có một quy luật là mình hớt dáng thị trường. Tức là lúc đầu nhà sản xuất họ sẽ làm ra những đôi giày này để đáp ứng cái nhu cầu mãnh liệt của những cái người mà mê quá đà, thì họ sẽ sẵn sàng bỏ thêm tiền để chi cho cái này. Thì đó mình thấy là lúc đó là cung cầu rồi hen. Bây giờ lúc đó là cung ít cầu nhiều, lại còn hớt giá nữa,
thành ra là không mua. Mình đợi tới lúc này mình mua thì mình thấy thích lắm, tại vì thực sự là một đôi giày mình thích, thấy không? Mình không có bị những cái thứ khác ảnh hưởng, mình thích lắm, cuối cùng mình sở hữu, thấy không? Cái đôi tiếp theo mà đôi mình cũng sở hữu luôn là đôi 350. Đó, mình cũng thích đôi này luôn. Lúc mà mới ra là đôi này nó lên giá mấy chục triệu, đúng không? Mấy chục triệu, đúng không? Cái mình cũng thích cái màu đó, tại vì cái màu này nó rất là năng lượng. Bạn mang về màu trắng, màu đỏ gì không cần biết, nhưng bạn mang màu xanh chuối á là bạn đi ra đường chắc chắn là nó phải sáng lên, không tối nó cũng sáng, mà sáng nó cũng sáng, chứ mà rất sáng. Mình cũng thích cái màu này nữa, cái màu này nó phù hợp phong thủy với mình. Nhưng mà lúc ra giá nó quá trời mắc, 30-40 triệu. Và những người mà sau này á, họ khi mà họ thấy cái này restock lại thì họ cảm thấy tiếc nuối là trời ơi, hồi đó tại sao tôi phải bỏ ra 30-40 triệu để mua đôi giày này, trong khi mấy người gần đây họ mua được, không? Nhưng mà họ phải hiểu một điều là họ đã được tận hưởng cái cảm giác là một trong những người rất ít ban đầu sở hữu cái đôi giày này, đi ra đường và sáng hơn những người bình thường khác. Đó thì thế thôi. Còn những người sau này là những người như mình, phải không? Những người hiểu về gọi là cũng không chắc là hiểu hay không, nhưng mà cảm thấy là nó sẽ có thêm nhiều cái đôi giống như vậy thì mình đợi mình mua, thì mình cũng sở hữu được. Tết mình mang đôi này đi chúc Tết. Đó. Thì hai cái đôi này mình cũng sở hữu, khá là thích. Nhưng mà cái đôi mình muốn nói nhiều hơn là cái đôi này, là cái đôi Air Max Plus, hay còn ngày xưa nó cũng hay kêu là Air Max TN, thì Tun Air đó. Hay. Cái đôi này nó hay ở cái chỗ là cái thiết kế của nó rất là đặc biệt. Mình cũng không biết chính xác là đặc biệt sao á, nhưng mà cái người thiết kế thì trong cuốn tạp chí hồi nãy của Sneaker Việt Nam có viết rất là rõ ràng về cái đôi giày này. Những cái kiểu thiết kế này thì lấy cảm hứng từ bầu trời, nhưng mà mình nhìn vô thì mình thấy giống con cá mập đó, thì nó kỳ lắm. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Trên đây là cái giấy gói của nó cũng rất là đẹp. Nó ghi rõ luôn những cái thiết kế, những cái sketch, những cái hình dạng của đôi giày này. Rồi trong đó là đôi giày. Đây. Rất là tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Bản thân mình là một người thích Air Max, thích Air Max 1 này. Nhưng mà Air Max 1 mang chân mình không có đẹp, tại vì mình chân mình nó hơi rộng cái này, thành ra là khúc mà mũi nó bị bè ra. Air Max 90 nó cũng đẹp nữa, nhưng mà mình lại cũng không thích Air Max 90, tại nó thực sự êm lắm. Rồi cũng nhiều thích Air Max khác lắm, nhưng mà đây là đôi mắt hoàn hảo đó với mình. Mình thích cái shape, mình thích cái phối màu, mình thích cái thiết kế. Người ta lấy cảm hứng từ bầu trời, nhưng mà mình nhìn thì mình thấy con cá mập. Và một điểm đặc biệt của đôi giày này là không hiểu tại sao tất cả các dân chơi châu Âu, đặc biệt là Pháp á, ai mà gọi là sneakerhead, là thần kinh dài, thì cũng phải có một cái đôi này trên bộ sưu tập của mình, đúng không? Thì ví dụ như một thằng đang em đang chụp đôi này chứ, có gì đẹp mà. Đó, đây là đôi rất đặc biệt và một trong những cái phối màu OG. Ngoài ra nó còn hai đôi nữa trong cái lần mà phát hành lại này á, nó có ba đôi. Một đôi màu hơi hồng đỏ này ha, một đôi màu tím, một đôi hơi xanh xanh nữa. Thì nó là những cái sắc màu của bầu trời lúc hoàng hôn. Thì đây điểm đặc biệt nữa là khi mà ghép ba cái hộp lại thì nó lại tạo ra một cái design của đôi giày này rất là hay. Mình sẽ để một cái hình để cho các bạn coi, là khi các bạn thấy là các bạn, nếu mà các bạn sở hữu ba đôi cùng một lúc thì cái bộ sưu tập của các bạn sẽ rất là tuyệt vời ha. Đây, tiếp theo, trong năm nay phải sở hữu cái đôi này, tại vì ngày xưa mình đã sở hữu cái đôi này rồi, nhưng mà mình cũng phải mua lại. Đó là đôi Air Jordan 11 Concord. Nhiều người sẽ biết đôi này, một số người không biết đôi này, thì những người không biết đôi này thì thôi, các bạn biết đi. Đây là đôi Air Jordan 11 Concord, thì nó đã ra mắt rất là nhiều lần rồi, nó cũng được phát hành lại. Thì đây là đôi phát hành năm 2018. Cái điểm khác biệt lớn nhất mà chúng ta có thể thấy là cái phần độ cao của cái phần da bóng này nó cao hơn đôi bình thường, nhưng mà nó là đôi giống đôi nguyên thủy. Và ở đằng sau này nó là số 45 thay vì là số 23 như thường lệ. Tại vì cái đôi này nó làm giống cái đôi ngày xưa lúc mà Michael Jordan, nếu các bạn lật lại lịch sử thì Michael Jordan sau khi quay trở lại thì mang áo số 45, và cái đôi này nó được làm lại y chang cái thời kỳ đó. Nói chung á, là bạn là thời kinh dài mà bạn không có đôi này thì nó cũng là một phần thiếu sót đó. Nhiều người cũng hay đặt câu hỏi với mình là nếu như bận đồ vest, nếu như đi đám cưới thì nên mang đôi sneaker nào. Thì trong đầu mình có nhiều cái hiện ra lắm, nhưng mà hai cái hiện ra mạnh nhất là Air Jordan 11 Concord và Air Jordan 3 Black Cement. Thì mình cũng có một đôi Black Cement là size 17 để dành chuyên hoa, thì trong đó với là một đôi size 12 nữa. Thì đây là một đôi là có huyền thoại, là thế nào cũng không sao cũng được đó. Tôi thích đôi này luôn. Có một câu chuyện khá là hay về đôi này, đó là nó không có cái box như ngày xưa nữa, nó là sạc box này. Ngày xưa là chúng ta xài cái box kéo, khi mà kéo nó ra hen, chúng ta sẽ có một cái miếng nhựa giống như miếng kính nhà, rồi ghi lên những cái câu nó rất là kiểu như là gợi cảm hứng, như là my make them fly, think of design cái đó gì đó các kiểu ABCD. Mà giờ không có nữa, thì mình xài cái box này ha.
Và cái câu chuyện là vậy nè, hôm đó cái người giao hàng cho mình đôi này á, anh đó vừa nói cái mình thấy ủa sao anh giao cho em đôi giày gì mà tan mấy cái hộp gì đâu băng xét vậy, thì cái anh bắt đầu anh đó mới nói ôi dồi ôi, cái đôi giày này thì đôi giày nó còn nguyên mà cái hộp này nó có ý nghĩa gì đâu, anh thì em không thích thì anh vứt đi chứ có cái gì quan trọng ở đôi giày. Thế mình mới bảo với anh đó là trên đời này có hai loại người, một cái loại người á là mua cái chén để ăn cơm, còn có một cái loại thứ hai á là mua cái chén để sưu tầm, để lên kệ để nhìn thôi. Mình là cái loại người thứ hai. Tiếp theo là một cái đôi cũng trong năm nay, đó là Air Jordan 33. Thì cái cảm xúc của đôi này lẫn lộn lắm. Lúc mà thấy cái đôi này á, mê lắm. Mình chạy như mình biết là họ làm nó cái chuyện cái công nghệ là khi mà mang vô ha, cái kéo này lên nó tự siết chay lại, cái kéo này lên nó thả ra. Mình coi quảng cáo thấy ngầu quá trời ngầu luôn. Lúc đó mình ứa phải mua đôi này liền, phải mua đôi này liền, phê quá. Nhưng mà lúc mà mua về thì đôi này mình mang rồi, đánh rồi, thì nó chắc là do cái việc là mình kỳ vọng quá nhiều đi, thành ra là khi mà mình nhận nó trên tay nó không giống như trong quảng cáo lắm, nó cũng không có hoạt động giống như là cách mấy người cầu thủ chúng nó xài, thành ra là mình hơi thất vọng về đằng này một chút xíu. Có thể là sẽ làm một cái clip performance review đánh giá coi là trên sân nó làm sao, rồi bán nó có ok hay không, không phải trong clip này, nhưng mà chỉ cho các bạn coi một vài đôi mình cảm thấy là nó nên được giới thiệu đó. Thì nó có cái strap ở đây ha, rồi khi mà bạn mang vô bạn kéo này lên thì mấy cái này nó xít lại, thì khi mà bạn cảm thấy nó hơi chật á thì bạn xả ra. Gần đây có ra một cái đôi là Nike Adapt BB bóng đỏ, tức là basketball, thì đó là bạn đạp vô nó tự thắt dây lại. Thì khi mà mình mang cái này lần đầu trên chân, mình đã cảm giác là cái đôi này nó giống như một bước đệm vậy đó, nó giống như một bước đệm của một cái đôi giày bóng rổ gì đó tự thắt dây rất là đỉnh. Và mình cũng không ngờ là cái đôi đó nó ra sớm vậy, nó mới ra cách đây có mấy ngày nè. Thì đây là một cái đôi giày được mình kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà nó đem tới thì mình thất vọng cũng rất là mạnh mẽ, nó không giống như là mình tưởng tượng. Thành ra là nếu như bạn nào không muốn mua đôi này á, thì bạn có thể sở hữu được một cái đôi giày có một cái công nghệ gì đó mới lạ thôi, chứ còn nói về mức độ hoàn thiện nó, về cái khả năng của nó thì mình không nghĩ là nó được đánh giá cao đâu. Nhưng mà mình cũng sẽ vô đôi này thôi, có 5 năm 7 năm nữa gì đó, lúc đó mình lấy năm nói chuyện lịch sử được chơi. Tạp chí ha, mình luôn muốn sưu tầm những cuốn tạp chí giống như vậy để mình để cho mình làm việc, thỉnh thoảng mình lấy ra mình đọc, mình coi người ta nói về gì về những đôi giày này. Mình cũng không muốn làm chuyên gia gì đâu, là mình thích mình coi. Thêm một đôi giày nữa mà mình cũng sở hữu luôn, đó là đôi E3 Runner 4D. Tại sao mình mua đôi này? Tại vì đơn giản là mình chỉ muốn coi thực sự coi là cái đế mà Adidas họ tập trung toàn bộ sức lực của họ cho năm 2019 để nói về nó là có gì đặc biệt. Tại vì cái đế này á, là người bình thường thì người ta in 3D, là có cái máy gì đó bắn xẹt, thì mình không có hiểu về công nghệ đó, mình chỉ coi là người ta làm vậy thôi. Còn cái đôi này là đôi 4D luôn, tức là nó làm từ chất lỏng, nhúng vô cái hay sao đó xẹt ánh sáng ba tới ba luôn, cái nó ra cái đế này. Và cái điều hay của cái đế này là bạn làm một cái đôi dài có một cái khuôn và nhiều cái size cho từng cái size nhất định, từng cái dòng nhất định. Nhưng nếu như bạn sử dụng được cái công nghệ mới, công nghệ 4D, công nghệ in 3D, 4D, tất cả các kiểu, thì bạn có thể custom từng cái đế cho từng người cụ thể. Ví dụ như anh A chân bè, anh B chân hơi mỏng, anh C chân hơi dài và thon, thì mỗi một người nó sẽ có một cái kiểu khác nhau khi mà mang cái đế. Thì có thể là khi đó mỗi một vận động viên sẽ được in ra một cái đế khác nhau để gắn vô cái tốc mở đó, và cái khả năng của họ khi mang đôi giày đó, họ thực hiện những động tác, họ thi đấu thì nó sẽ đạt kết quả cao hơn. Ngày xưa người ta không làm được chuyện đó, không? Nhưng mà bây giờ người ta đã làm được cái chuyện đó, và tất cả các cái hãng giày đều đang coi như là chạy đua, và mình gọi là chạy đua vũ khí đi ha, tân trang cho công nghệ để làm ra những đôi giày có khả năng custom rất là cao đó. Mình sẽ làm một cái video để mình thử coi là cái đôi này có bền hay không. Tại vì đơn giản đối với mình thôi, là mình không biết là cái đế này có bền hay không, mang lâu rồi á thì cái này nó có gãy không, mà nó gãy thì chắc chắn là nó sẽ rất là xấu luôn. Rồi thêm một trường hợp nữa là ở Việt Nam mình bù bị đường đồ đá nhỏ rồi các kiểu, rồi lỡ mang vô cái nó dính vô, nó rớt vào trong mấy cái này, rồi nói chung là có nhiều suy nghĩ xung quanh đôi này lắm, nên thành ra là phải mua mới biết. Giống như là chuyện mình có đăng một cái status trên Facebook
là khi mà ngày đầu tiên mà Nike tung ra cái logo Nike AdaptVB thì ngày hôm sau là Adidas họ nói về một cái đôi giày tên là Next Level, mà cái chữ E được thay bằng số 3 đó, thì mình sẽ để cái hình ảnh cho các bạn coi. Họ nói là no lace, no charge, no phone gì đó, thì mình mới thấy mắc cười, kiểu như là hãng này ta đang làm chuyện này, anh đang làm chuyện này, hai người làm hai chuyện khác nhau, tự nhiên cái gì phải nói móc qua nó lại. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất cuối cùng mình là người thiệt hại nhất, tại vì mình phải mua cả hai cái đôi luôn, tại mình thích hai đôi luôn. Đó, thì đây là tất cả những cái đôi mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Thực ra nó còn một vài đôi mà trên cạn mình cũng muốn nói lắm, nhưng mà thôi hôm nay tới đây thì là đủ rồi. À, sẵn luôn có cái máy này cho em. Đây là cái kiểu như là thật ra là nó cũng không liên quan tới một clip dài hết đó, nhưng mà tại vì mình sẵn mình để đây thôi, mở cho các bạn coi luôn. Cái máy này á, lần đầu tiên mình thấy đó là mình đã muốn mua rồi, tại vì nó gắn liền với lại cái gọi là cái kỷ niệm trốn học cho điện tử của mình ngày xưa, một cái PlayStation đó, ngày xưa nó bự lắm mà lúc đó mình chơi mình mê lắm, nghiện học một các kiểu, đúng không? Thì bây giờ nó làm cái máy này nhỏ còn dễ thương, có tay bóng một các kiểu đó. Thì sau này khi mà năm tới thì G-Lab cũng làm nhiều cái sự kiện hơn, thì nó cũng có một cái chỗ để mình gắn cái máy này vô để cho anh em ngồi chơi điện tử đó, để có cái có thêm cái để chơi, chứ không á mà cứ hả chơi dài hoài đi làm cái hết cũng chơi được nữa. Thì xong rồi có còn gì nói đâu không đó nè, tạm thời vậy đi, bye mọi người, hẹn mọi người vào một cái video vào năm 2020. Rồi, vậy xong rồi đó. Nãy nói hẹn lại năm 2020 đó, nhưng mà sợ 2020 không chắc nữa, thôi hẹn 2021 để cho chắc. Thì bây giờ hả là cũng 9-10 giờ vậy đó, tại mình tụi mình phải quay cái giờ này á là để cho con chó đối diện nhà nó bớt sủa lại. Tại vì thu âm á, mà có con chó vô là nó kêu lớn lắm, mà còn chưa nữa là có tiếng kéo cửa đó, tại vì làm việc bán nghiệp dư mà. Ê, bán nghiệp dư, cái từ đó người ta có xài từ đó. À, hôm trước là bị than phiền là âm thanh thì dở, hình ảnh thì không có đẹp ha, tại do lúc đó là một cái thằng lính mới đó đó, anh Vinh ha, thì bị nói quá cái phải kêu một anh lính già anh Lưu thêm chú này nữa, chú Hoàng ha. Nói chung là nhiều người vậy á, chơi vui vậy. Rồi giờ đi về ăn hủ tiếu, bye mọi người.